mấy chị bảo em rằng là ấy, sang Mỹ chả có cái gì ăn, chỉ có cá khâu ăn. Thì cũng xin là trả lời các anh các chị, vì em nhớ quê hương đó các anh các chị. Em muốn cho các anh các chị nhớ về quê hương đó. Nên mỗi lần em chiên cá, em ăn cá, ăn măng, ăn miến ấy, là em hay live stream. Chứ những lúc em ăn cơm không với nước tương thì em đâu có live stream cho các chị xem đâu. Các chị nhìn thấy con cá dứa nhà em chưa? Thấy nó chưa? Cái này nó đã chiên ăn một lần rồi. Nhưng mà vì nó con cá nó to, em cắt nó ra rồi. Xong là em ăn không hết, em cất vào tủ lạnh. Hôm nay em chiên nóng lại thôi nên em đổ hơi ít dầu. Chứ nếu như các chị mà chiên muốn nó ngon ấy, cho dầu nó ngập con cá một xíu nha. Sau đó là khi đó mình chiên lên ấy, thì là mình sẽ chiên đừng có to lửa quá. Để khi nào cái cá nó chín thì mình khè một phát nó giòn cái vỏ luôn. À quên cái da luôn đấy mấy chị. Nhìn thế này thôi, tốn mấy tô cơm đấy mấy bà ơi. Sắp tới cỡ 20-25 ngày nữa em sẽ đổ bộ đống cá khô của em sang Mỹ. Rồi chờ em tí, em học tí toán đã. Cá sang đến nơi em xem kho bãi, phân xưởng, rồi phí vận chuyển, đóng gói bao bì. Có chị nào biết mua cái giấy nổ ấy, giấy nổ ấy, để tránh nó bị va đập ấy mấy chị. Em sợ con cá nó gãy xương nó đau. Ship sang các chị con cá nó gãy xương nó đau. Nên là các chị có biết có phải mua trên Amazon không thì chỉ cho em với nha. Từ sáng đến giờ đi làm lao công được 20 đồng, về mua được mớ rau, mà nấu mớ rau xong là không ăn rau luôn, mà bây giờ chỉ ăn cá thôi. Đấy, các chị nhìn thấy chưa? Đấy, con cá nhà em nó có cái miếng xương đó nha mấy chị. Đó, các chị ăn, úi rồi ôi, ta nói. Các chị khi mà các chị nhận cá ngày em về ấy, các chị cắt từng miếng, các chị nhớ là chị ăn 3 miếng, 4 miếng thì các chị lấy ra 3-4 miếng chiên thôi. Đừng cà rốt nha em. Hôm trước chiên để trình bày cho các chị cho con cá nó ngon ấy các chị. Cắt nguyên con cá ra, các chị hiểu không? Nên là hôm nay mời các chị đến với bữa cơm đạm bạc của người lao công vệ sinh tại Mỹ. Một tuần chỉ dám ăn cá khô một ngày thôi, chứ không phí ship từ Việt Nam sang nó mắc lắm. Thế là quyết định mang cá khô sang bán. Chị nào, anh nào, em nào ủng hộ em thì nhớ nhắn tin cho em nha. Đó, ok là chưa? Nhìn cái miếng cá nó sexy chưa? Đó, nó ngon vậy, nó giòn. Nó giòn ngoài, nó béo trong, nó thơm là thơm. Mà nhớ nha, chiên cá thì nhớ là đốt cái cây nến lên, không có nó hôi nhà. Nhà tôi là chiên cá là phải ra ngoài, mà tôi cứ chiên trong nhà vậy đó. Vì trong chiên ở ngoài thì không có đèn, các bà không dòm cái gì cả. Đấy, cái nồi cơm đó nó chuẩn bị bay luôn rồi đây này. Chuẩn bị bay thẳng cái nồi cơm này nè mấy bà ơi. Ô là trời, nó thèm chưa kìa. Cơm trắng gạo dẻo, tôi ăn 3 tô rồi nha mấy bà. Đó, trông vậy thôi. Mua hàng thì nhắn tin pay của em nha. Còn chị nào mà ở Việt Nam thì ghé quán bún đậu Cô Khàn thì để liên hệ bên em nha. Search chữ bún đậu Cô Khàn. Phở bò của em là bún đậu Cô Khàn nha. Bé Kiến ơi, đó, nó diễn xuất ghê chưa? Nó diễn xuất ghê chưa mấy bà? Thank you.